Hạm đội tiêu chuẩn. Đó. Thắng. Thua. 5 phút. Submit. Rồi, ok, đấy. Chưa vô mà, chưa vô. Chưa vô. Vô game rồi. À chưa đúng không? Chưa, giờ mới chỉnh nè. Trời ơi, bắt đầu 30 mấy giây lần mày ơi, hủy đi. 50 mấy giây hả? Mày hủy đi. Rồi. Rồi để coi mời cho. Thách đấu nè, đấy. À, game này có nghĩa là nếu như mà tôi bắn hết cái hạm đội, cái thuyền hạm ở bên chỗ Bami á là tôi thắng, còn Bami nó bắn hết thuyền của bên tôi là tôi thua. Đó, đơn giản là vậy. Thuyền bên người ta là tàn hình là mình không thấy được thuyền ta nha anh em. Đúng rồi, cả hai bên đều là tàn hình hết. Sống ra ra sẽ không có bắt được. Đó, luật tiêu chuẩn đúng không? Đâu quên nữa, tắt màn hình livestream của nó đi chứ mà còn mấy chữ. Rồi tắt đi ba. Bớt chì giờ đi ba. Cao ta kêu tắt mà, ai nói đâu. Ừ, tắt đi. Máy, ok, cái tầm nhìn này là chuẩn nè. Tiêu chuẩn đúng không? Không, coi coi. Đợi mọi người vote hết đi rồi hẳn vô. Hay là luật chơi khác ta? Ủa chứ hôm trước tao mày chơi là luật gì quên rồi, là tiêu chuẩn đúng không? Ừ. Rồi, tiêu chuẩn, ok. Không đá chim nha, đúng rồi, Vami không đá chim nha. Tắt rồi. Đá chim là tao đá lại á. Tôi tắt đá chim mà nha anh em. Cảm ơn Tiểu Bạch Thỏ hình như mới gửi thêm đúng không? Cảm ơn Tiểu Bạch Thỏ nha. Còn 3 phút mấy lận, mọi người cứ cược đi. Trời, có bao nhiêu con đâu, hết rồi. Con gì đâu mà ít vậy, cược nhiều vô. Cược nhiều vô cho coi, all in tui luôn cũng được nữa. All in tui đi. All in tui đi, đó. Tui lần này là tui sẽ thắng, mặc dù là trong mấy clip trước tui toàn thua. Ờ kìa. Tao phải lùi gà chứ ba. Ôi ơi, Bobby ơi, mọi người chọn cao thắng nhiều lắm. Ủa đâu chưa? À đúng rồi, mọi người chọn cao thắng nhiều lắm. Ghê vậy. Ừ. Mọi người chọn tao thắng nhiều lắm. À, tao phải thắng. Con kia thua hết chưa nè em? Chọn tao mới thắng hơi bị. Chọn rồi mọi người ơi, cố lên mọi người ơi. Mọi người hãy chọn đi, hãy tin tưởng coi ai là người chiến thắng. Tôi hay Vami? À, bỏ bên Vami mà ăn một phát là được 4,24 lần. Kinh không? Mày vô mày chọn coi ai thắng Vami. Vậy mày nên chọn tao thắng đi. Kia thắng hay thua? Ừ, Kia thắng hay thua là tao thắng hay tao thua, nó đơn giản. Trời ơi, giải thưởng 10.000 chín luôn rồi, 11.000 luôn rồi. Ghê thiệt chứ. À, cảm ơn mọi người gửi cỏ bóng lá nha, cảm ơn mọi người gửi sticker. Thua em mét mẹ nè, ok. Thắng thua là do số rồi, quan trọng là anh có may mắn hay không chứ. Bỏ tiền chi ba, miễn chi rác nữa, coi đứa nào thua là thắng được rồi. Ngộ quá. Em cược hết 1k vào Kia thắng đi nhá. Ok em luôn, anh sẽ cố gắng. Ủa ai mới vừa... À cảm ơn Diệp Võ nha. Rồi, close rồi đó, ok nè, bây giờ bắt đầu nha. Rồi, uy tín tắt lại chim rồi đó. Ủa đáng lẽ mày nên tắt từ trước rồi đó chứ. Tao bật lên tao coi cái cược. Another fine, Navy Day. Rồi ok. Đó, Bami nè, Bami là 3 thắng 1 thua, tôi là 1 thắng 3 thua. Tất thiệt á chứ. Gì đâu bạn ơi. Chà, càng dữ cả. Coordinates reached. Ok. Khó á, cái này khó á. Battle group in position. Ok. Rồi, tao xong rồi đó. Dạ. The ocean is a harsh mistress. Rồi, xong rồi. Rồi, dứt. Bắt đầu, to engage the enemy.
Ai bắn trước? Tao bắn trước đúng không? Ai bắn trước hả? Tao, rồi tao, tao bại. Ủa mày hả? Ghê ấy. Tao ghê cái gì nó bắn bậy mà bắn hụt mà ghê cái gì con điên. Too close for comfort. Ôi lại hụt nữa, ở kìa. Ở kìa. Đầu cây vô là... Đấy, đầu cây vô cái ăn bốn gấp là ngon. Một con thuyền một của nó đi rồi. Nữa hả? Hai con luôn. Oh. Kìa mày. Mày có live stream đâu mày? Mày có live stream đâu mà tao coi con điên. Mày có live stream đâu mà tao coi. Từ từ để xíu nha, để tao giảm lại cho mọi người thấy được cái màn hình game, cái màn hình một cái. Ôi hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi. Mayday, mayday. Cái gì vậy? Mày rùa vừa phải thôi. Trời ơi, ba trò mày bắn tao được mày không cho tao bắn mày, mày ngộ. Mày rùa vừa phải rồi chứ. Rồi hụt rồi. Ôi trời đau quá. Đau kim quá. Lại hụt rồi. Ôi, mày trúng cái blue ring chi vậy ba? Cái gì ạ? Cái blue rồi. Ring đấy. Ôi lại hụt nữa rồi. Ôi quỷ này nó không cho bốn góc ghê thiệt. Chứ sao mày chọn chứ sao mày chọn góc kia? Chứ sao? Đây. Blueprints found. Blueprint chi nó trời. Có lượt mày kìa. Ui, ôi trời ơi, đây thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Trời ơi, bậy quá bậy ơi. Ủa hụt rồi hả? Tại gì ở kia? Hả? Ơ kìa, cái gì vậy? Con thuyền của nó đi đâu hết rồi? Trời ơi, con thuyền nó giấu ở đâu vậy trời? Trời, mất tiêu rồi. Đâu ta, đâu ta? Hụt, không phải rồi, không phải rồi, không phải rồi mọi người, không phải rồi, không phải rồi. Đấy, lại chúng mình luôn riêng nữa ta? Blue ring để làm gì vậy? Ở giữa rìa trái. Không phải rồi em ơi, không phải giữa rìa trái rồi, không phải rồi em ơi. Cái... Ôi. Ôi. Ôi chơi được fan hỗ trợ mày. Nhưng mà quan trọng là cũng đâu có thắng được. Đâu ai biết được mày đang đặt thuyền như thế nào. Ôi. Y5 em, Y5 ok luôn. Hụt rồi em ơi, không phải Y5 em ơi. Trời ơi. Thôi chết tôi rồi. Mày ơi. Bấm đi bạn ơi. Chết tôi rồi. Cơ hộp rồi đó, bấm đi bạn ơi. Nếu như nằm đây, nằm ở đây thì nó sẽ nằm ở đây. Không phải luôn. Trời đất ơi. Nó bắn tôi 3 thuyền ở đó mọi người, mà trong khi tôi mới bắn nó có 1 thuyền nữa đó mọi người. Đừng ơi. Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, hay quá. Send down SOS. Theo đường thuyền rồi, theo đường thuyền rồi. Tao cất. Ê, hụt. Mày hả con? À, thuyền bố mà. Thuyền bố cho tôi. Lái nồi. Giữa dưới. Ôi trời ơi. Ủa, thuyền này thuyền mấy đây? Thuyền này thuyền mấy của nó vậy? 4 có rồi, 3 có rồi. Giờ là thuyền này thuyền 2. Trái phải mọi người, trái phải. Nice job. Ôi, thuyền này thuyền 3 nữa hả? Trái phải. Ui trời ơi. Trời hụt rồi. There she goes. Thuyền 3 của nó mọi người ơi. Thuyền 3. À nó còn 3 thuyền 2 và 1 và 3 thuyền 3 thuyền 2 và 3 thuyền 3 nữa. Rồi hụt luôn. Ok man luôn. Rồi xong luôn. The captain goes down. Push. He should have been. Cây nhờ. That matches. Ôi hụt. Sao khó dữ ta. Thôi bạn đừng có giả bộ bạn khó khó, bắn cái đùng banh thuyền ta. Không có, E1 không có, E1 không có mọi người ơi. Có luôn. E1 không có, E1 không có. Không có live stream đâu mà giúp quên. D1 đúng không? Target terminate. D1 có, D1 có. Ôi trời ơi. Không có rồi. Ôi trời ơi. Bậy.
Máy đây, máy đây, máy đây, máy đây, máy đây, máy đây. Nó còn 3 thuyền 2 lận mà thuyền 2 của nó cũng hơi bị khó nuốt nha. Mày cũng vậy thôi. Hit, fire in the engine room. Trời ơi, trường ô nó chết tức không. Blueprint. Đây cái blueprint làm gì quên rồi mày. À hình như là cái skin thuyền á. Mayday, skin của thuyền. Mayday. À. Trời ơi, tưởng thuyền 2 nằm chọc. G6. Blueprints found. Sao mấy thanh niên này cho tôi toàn cái blue, chọn send toàn cái blue đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Để gần dưới vậy luôn hả? Mày rô vừa phải rồi chứ. Trời ơi, còn có mấy lỗ à, trời ơi. Trời ơi, tính ra nó rô vãi trưởng luôn á, thầy. Còn đâu ta 1, 2. Trời. Trời ơi. Kìa. Ai, không phải đây luôn hả? Fast attack. Okay. Is no more. Căng. C7 không phải rồi, C7 không phải rồi. H1 ok, trời ơi. Ngon. Tôi còn có thuyền này thuyền kia hết rồi. Ui. Mày giết tao luôn đi mày, mày giết tao luôn đi. Chơi gì cầm này nữa. Mày còn mấy cái vậy? Còn có đúng một thuyền à. Ui. Đào kiên quá. Tan rồi. Bobby có đá chìm không vậy Bobby? Đá cục tức á, tao mà mở lại chìm tao làm con cửa hó, tao hề luôn. Tao mà mở lại chìm mày tao làm cửa hó luôn, nãy giờ tao bấm tự bấm không á. H3. Rồi, tao ok rồi đó. Nhưng mà bây giờ mày. Trên dưới trái phải, mọi người cho tôi một cái lựa chọn đi. Trên dưới trái phải. H3 rồi. Ở giữa là sao? G3 hả? Ui, không phải rồi. Mạnh nóc. Ủa? Rồi, xong luôn rồi mọi người ơi, thua rồi. Thua rồi. Trời ơi. Thua rồi. Một cá rồi nha anh em. À hồi nãy anh em là chọn theo tôi vậy? Hồi nãy anh em là chọn 4 theo tôi vậy anh em? Anh em chọn kia thua là hồi nãy chỉ có 2000 mấy khôi thôi nha anh em. Bắn đi mày. Để cho anh em hãnh diện thôi, nhân 4 lần thôi. Anh em chọn, mày bắn lẹ lẹ để cho tao mở cái livestream lên tao coi coi. Đó, ừ. Livestream lên nè, mở livestream lên coi nè. Defeated, not destroyed. Nè, bây giờ tôi mở livestream lên coi nè. Lũ đáng chưa. Em cũng đã chấp rồi. Trời ơi. Anh em cược theo tôi là ngon rồi. Cà cà. Và mình mãi định. Trời ơi là trời. Win. Yeah, được coi thế chứ. Trời, anh em này yêu mến mà được coi liền. Mét mẹ. Ờ, vãi mét mẹ kìa ba. Mấy thanh niên chỉ tôi kỳ cục quá. Anh em Win coi giơ tay nào. Rồi, lại nữa hả? Ừ, lại đây một chân nữa rồi đi ngủ. Lâu mới hên lần hả ba ơi. Ê, tức quá mà. Rồi, vô đi, thách đấu rồi đó, vô đi. Ủa, sao mày chưa thoát? Hồi nãy quên không có mở lên mở lại, hồi nãy là tỷ lệ thắng bao nhiêu, tỷ lệ thua bao nhiêu cô? Hồi nãy thắng bên mày thắng được 4.4 mấy lần. Không, ý là thắng bên mày là bao nhiêu người chọn á? À có 1.2 mấy à. Không, bao nhiêu người ngay chỗ đỏ trái xanh á? Bao nhiêu ngàn á? Còn không có nhớ. 7.000 để tao nhớ là bên thắng là 7.000, bên thua. Mà mày quan tâm cái đó chi, mày quan tâm là mày ăn được bao nhiêu tiền thôi. À, mày có quan tâm với bao, quan tâm coi nó khác nhau sao chứ mày? Khác cái nhau gì, mày quan trọng là mày chỉ cần quan tâm là cái chỗ mà phần trăm tỷ lệ mày thắng và số tiền mày cược ấy, rồi sau đó chơi hết rồi mày được bao nhiêu tiền là mày hiển thị lên thôi ấy. Còn 1 phút mấy nữa, cố lên. All in đi mọi người ơi, all in đi. Vì anh kia phải thắng không tài sản của em còn cái nịt gì nghe thảm như em. Kinh người quá.
Rồi. Rồi thôi, bây giờ mình bắt đầu vô luôn nè. Vô, tiếp tục. All hands to battle stations. Còn hai mươi mấy giây nữa mà. Rồi á, bây giờ là tôi sẽ lựa. Good location. Battle group in position. Coordinates reached. Cũng hơi đuối đấy chứ. The ocean is a harsh mistress. Good location. Coordinates reached. Good location. Battle group rồi, in position. Chưa. Tao xong rồi đó. Mày xong chứ tao chưa có xong con điên. Harsh mistress. Coordinates reached. Tôi tắt livestream nãy giờ rồi nha anh em. Giờ là tôi đang chữa thuyền xong rồi đó. The ocean is a harsh mistress. Ready to engage the enemy. Rồi, vô. Ta đi trước. Ủa gì kỳ vậy? Chơi đi trước mày. Ủa thì tao làm cây, tao làm kỳ, tao phải đi trước chứ. Ây da. Vãi. Sao Bobby nó hên dữ vậy trời. Thiệt luôn á. Trái phải. Trái phải thẳng. Ủa thiệt luôn hả? Vai nồi. Ôi má mà bấm đại gì thấy ghê vậy má. Còn cái nữa, còn cái nữa nằm bên kia. Ok. Trời má mày khác gì tao đâu. Ai nói mày khác gì, tao cái đầu tiên coi hụt, cái đầu tiên mày vô chúng. Ủa má, cái thuyền giống hôn gì vậy? Ủa cái thuyền gì kỳ vậy? À, thuyền xéo, thuyền xéo. Trời ơi. Ôi mà ơi. Anh không làm em thất vọng đâu, nhưng mà tại anh xui quá. Ôi vai. See you on the ocean. Trời, nghĩ sao bắn ngay con thuyền 2 của nó. Cái gì ghê vậy? Con tức ghê luôn, có thuyền 2 nó mới tức chứ. Ôi cái normal này nó không có đánh dấu chéo xung quanh đâu nè em. Phê lắm. À, ok trúng rồi đó, nhưng mà bây giờ alo. Thuyền này thuyền gì? Bị ăn hồ hay gì ba? Thuyền này thuyền gì? Ôi mẹ ơi. Mọi người nghĩ coi thuyền này thuyền gì mọi người. Thuyền này thuyền gì? Thuyền này thuyền gì? Thuyền này thuyền gì? Trên dưới trái phải thẳng. Trời kèo này tôi nghi tôi thua quá anh em ơi. Không rồi. À. Ây à. Enemy cruiser. Ồ thuyền 4. Trời sao nó chơi nó đặt dọc ta luôn anh em. Thằng này nó chơi đặt dọc ta. F7. Hột hoài, F7 hột hoài. Thôi, cái gian này phiêu quá. Chọn nó giờ chưa trúng cái nào ta. F7 hụt rồi. Chọn bạn ơi. Đang chọn, đang suy nghĩ. Hụt rồi. Trời mày có 3.000 fan theo, ngồi chỉ mày đường mày chơi. Kỳ mày, chọn đi, chọn nhanh lên. Đang chọn nè. Nãy tao chọn đại không. Chọn trúng rồi đó. Rồi. Nhưng mà bây giờ trái phải thẳng. Hụt rồi. Ôi ui ui giời ơi ui, nó dính rồi. Get the lifeboat ready. Ủa cái thuyền gì mà hai cái trời. Ô thuyền gì vậy? Con thuyền này là con thuyền gì? Ủa cái thuyền giống ôm gì vậy? Ra biết con thuyền này rồi. Don't shoot the fish. Cái gì vậy, con thuyền gì vậy? Tao biết con thuyền này là gì luôn rồi. Mụ đạn. Trời ơi. Bây giờ có mới biết con thuyền này của nó nè. Khốn nạn thiệt chứ. Á à, thuyền đâu nữa ta. There she goes. Trời ơi. Mất 3 thuyền rồi. Phá của này gọi là phá của nè. Trời ơi mày. Được từ. Tao đang kìm nữa mà mày nó mất mình 3 con luôn rồi, lụ đạn đó chứ. Tao đang nghĩ coi mày sẽ đặt ở đâu nữa. Không có rồi. That was a close one. Giờ cho chọn đại không suy nghĩ nè, tốc độ nè. Giờ không lâu có rồi, không có rồi, không có rồi, không có rồi.
Close call. Tiếp nè, tốc độ luôn nè. Không có luôn rồi. Trời ơi, mày để thuyền ở đâu vậy ba? Cái câu này tao hỏi mày mới đúng nè, mày đang để thuyền ở đâu tao không biết luôn nè. Nãy giờ mày nhắc tao ba chiếc rồi ba. Lại đây, lại đây, lại đây. Ôi mẹ ơi, như đánh caro ôm ơi. Rồi, xong luôn. À, thuyền năm hả? Ôi trời ơi, thuyền năm của nó. Tức ghê. Không. Damage control, à, report. Chết tôi rồi. Rồi, xong luôn. Ta đây mới xong nè. Trời ơi. Còn một lỗ nữa thôi, trời ơi. Nó lấy hết 4 tiền của mình luôn rồi. You better check your ass. Mày trong đại mày ư. Mayday, mayday, mayday. Mất thuyền rồi, mayday, mất thuyền rồi. 30 thì phải tết đâu mọi người ơi. Vẫn chết như thường. Nó còn con thuyền này khó giấu giữa ta. À, trời mẹ ơi. Ê cái gì vậy? Con thuyền gì vậy? Trời ơi. There she goes. À thuyền 3, 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 thuyền 3. Tiêu rồi, tiêu rồi anh em, tiêu rồi, tiêu rồi. Không phải rồi. Woo. Rồi xong luôn. New shit. Trời ơi, thua rồi, thua cái rồi. Cái gì, con khét đi. Hãy cho tôi một bờ, lộn một cái cánh tay đi. Hãy cho tôi một cái cánh tay. Thua luôn, lũ đạn đó chứ. Thua luôn rồi. Enemy fleet vanquished. Thua rồi anh em ơi. Yeah. Ôi đều nhau giữa ta, sao rồi, cất rồi, ăn đều luôn mày. Trời ơi, hai ba thuyền nó nằm đây, ôi tức ghê luôn á. Mẹ. Cười hết bên mì rồi. Thôi nói chung là đã cá cược rồi mà có thắng có thua đúng không mọi người? Đúng rồi, vui mà. Rồi, ok. Mệt rồi, đuối rồi. Hết mấy tiếng ta? Hình như là 3 tiếng rưỡi luôn ấy. Gì ghê má. 7 giờ. 7 giờ rưỡi. À gần 3 tiếng, gần 3 tiếng, gần 3 tiếng. Rồi ok, bye bye mọi người nha. Ừ, rồi, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người vào lúc 1 giờ rưỡi. 1 giờ hay 1 rưỡi tao quên rồi. Để ngó lại thử coi. À 1 giờ ngày chủ nhật nha mọi người. Mọi người 1 giờ ngày chủ nhật. Like 2 lần hả? Một lần, ừ, một lần like 2 lần. Rồi, bye mọi người nha. Ngủ ngon.